đâu đấy. Chị, anh chị chia tiền cho các anh chị thì em cũng sẽ làm việc luôn đúng không? Vâng. Vâng, các chị mà có nhu cầu là lúc về muốn biết tên em hoặc là muốn giao lưu nhiều hơn thì lúc về xin số của em ạ. Rồi, em bắt đầu chương trình nhận, em chỉ 9 phút được không ạ? Trước hết là đầu tiên cho em thay mặt công ty du lịch Netto xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ các anh các chị trong đoàn công ty du lịch công ty Fancy trong chương trình ngày hôm nay. Em cũng xin gửi lời chào đặc biệt đến toàn bộ các cháu nhỏ đang đi cùng với em ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đảng. Người trong du lịch của ngành nghề bọn em hay thường gọi em là Đảng Cộng sản ạ. Nên các anh chị hôm nay cứ gọi em là Cộng sản ạ. Không có tay à? Ôi giời. Xin cho em một tràng vỗ tay đúng không ạ?